trong tình cảnh không được đánh giá cao, thậm chí là bị coi thường. Đức đã vùng lên với màn trình diễn hay nhất trong nhiều năm trở lại đây và ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số tưng bừng 4-2. Những người lập công bên phía Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo và bàn thắng muộn màng của Diogo Jota. Trong khi đó, hai trong số 4 bàn thắng của tuyển Đức đến từ các pha phản lưới nhà của Ruben Dias và Rafael Guerrero. Nhưng bàn thắng còn lại được ghi công của Kai Havertz và Robin Gosens. Với kết quả này, Bồ Đào Nha bên đây vào thế buộc phải giành một kết quả có lợi trước Pháp ở lượt trận cuối. Về phía Đức, thêm một lần nữa, họ thể hiện được tinh thần quật cường để cho cả châu Âu phải nể sợ. Hungary có trận hòa như thể một chiến thắng trước đội tuyển Pháp. Người ghi bàn bên phía Hungary là Attila Fiola sau một pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cực kỳ bình tĩnh. Trong khi đó, Antoine Griezmann là người đã tỏa sáng để ngăn một cơn địa chấn xảy ra từ Puskas Arena. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Sau trận đấu, thủ thành Gulasi cùng các đồng đội đã ôm nhau ăn mừng như thể họ vừa giành được chiến thắng. Với một điểm giành được trước Le Bleu, Hungary có thể đoạt vé vào vòng knockout ở bảng F nếu như đánh bại được Đức ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Cùng ngày, Pháp sẽ có màn đọ sức cực kỳ quan trọng trước Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tại bảng E, Tây Ban Nha cuối cùng cũng có được bàn thắng đầu tiên tại kỳ Euro năm nay nhờ công của Alvaro Morata. Tuy nhiên, rốt cuộc họ cũng chỉ có thể kiếm được một điểm sau trận hòa 1-1 trước Ba Lan, trong ngày mà Robert Lewandowski có pha làm bàn ban đầu cực kỳ đẹp mắt, trong khi Gerard Moreno đã hỏng một quả phạt đền. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Bò Tót tại vòng chung kết Euro năm nay và họ cần một chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng mới có quyền tự quyết. Trước Bồ Đào Nha, Đức đã có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, bao gồm 2 tại World Cup và 3 ở Euro. Trong lịch sử, Đức chưa từng trải qua chuỗi thắng nào dài đến như vậy trước một đội bóng. Với Bồ Đào Nha, Dimitar Sharp của huấn luyện viên Joachim Löw thực sự là một cơn ác mộng khi 3 lần thất bại gần nhất của Bồ Đào Nha tại các vòng chung kết Euro, không tính như trận đấu đá luân lưu, đều có chung một thủ phạm. Ấn tượng hơn cả là việc Đức đã trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên chạm đến cũng như vượt mốc 300 bàn thắng ghi được ở các giải đấu lớn bao gồm World Cup và Euro. Với bàn thắng ghi được vào lưới tuyển Đức, Ronaldo chính thức phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở hai giải đấu quốc tế lớn là World Cup và Euro của Miroslav Club Closer với tổng cộng 19 bàn thắng. Ronaldo cũng chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia của Al-Ittihad của Iran với 2 bàn. Với phong độ hiện tại, Ronaldo hoàn toàn có thể gia tăng thành tích nếu như Bồ Đào Nha tiến sâu. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của Senegal là dấu hỏi lớn khi họ để thua ngược Đức với tỷ số 2-4. Kết quả này khiến Bồ Đào Nha rơi xuống vị trí thứ 3. Ở trận đấu cuối cùng, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải tự chiến với đội tuyển Pháp. Memphis Depay đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Barcelona dưới dạng chủ nhiệm tự do. Trên trang chủ, gã khổng lồ xứ Catalonia thông báo đã chính thức có được sự phục vụ của cầu thủ 27 tuổi với một bản hợp đồng kỳ hiệu lực đến hết mùa giải 2022-2023. Memphis Depay đã hoàn thành thủ tục kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng với Barcelona ngay tại đại bản doanh của đội tuyển Hà Lan. Như vậy, Depay là tân binh thứ tư của Barca phiên chạy hè năm nay sau Sergio Aguero, Eric Garcia và Emerson Royal. Trong số này, có tới 3 bản hợp đồng miễn phí bao gồm Eric Garcia, Aguero cùng Memphis Depay. Trong trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha đêm qua, Robin Gosens đã tỏa sáng rực rỡ khi góp công vào 3 bàn thắng, giúp Đức đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó rộng cửa đi tiếp. Sau trận đấu, cầu thủ của Atalanta lập tức nhận được câu hỏi liên quan đến kỷ niệm không mấy vui vẻ với Ronaldo. Một phóng viên thắc mắc Gosens có đổi áo với Ronaldo hay không? Hậu vệ này đáp: "Không, lần này tôi đã không cần đổi áo với anh ấy. Tôi muốn tận hưởng chiến thắng này và cả buổi tối hôm nay. Chúng tôi đã cùng nhau đánh bại một đối thủ rất mạnh, trong khi bản thân tôi vừa ghi bàn vừa kiến tạo lần đầu tiên ở giải đấu. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào." Một số nguồn tin uy tín khẳng định Man United đang gần đạt đến thỏa thuận chi mua Jadon Sancho. Sky cho biết United đã đưa ra lời đề nghị mới bao gồm 78 triệu euro phí chuyển nhượng và 9 triệu euro tiền thưởng tùy vào thành tích của Sancho ở Old Trafford. Như vậy, tổng cộng con số là 87 triệu euro, chỉ kém mong muốn của Dortmund là 8 triệu euro. Chính vì thế, ban lãnh đạo Dortmund đã quyết định ngồi lại xem xét chi tiết lời đề nghị mới từ Man United và có thể đưa ra câu trả lời trong ít ngày tới.